Mọi người, hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người mẫu loa mới nhất của nhà Sunnybot nha. Và bên cạnh em đây chính là chiếc loa karaoke Sunnybot X10 Pro. Với vẻ bề ngoài không khác biệt mấy so với những mẫu đời trước như là X8 thì vỏ bọc của chiếc X10 này được làm hoàn toàn từ gỗ. Các cạnh sắc nhọn được bao bọc bởi tấm kim loại, có quai sách và bánh xe. Nhưng nó chỉ nặng có 8kg thôi, thuận tiện cho mọi người dễ dàng mang vác. Đi kèm với nó sẽ là remote điều khiển và hai chiếc micro không dây VHF. Công suất của chiếc loa này lên đến 200W khi mọi người sử dụng trong không gian kính như là phòng học, phòng họp. Ngoài ra nó phát tốt nhất ở bên ngoài trời trong phạm vi 10m đổ lại. Bảng điều khiển của nó sẽ được nằm bên trái của thùng loa, có màn hình LED, cổng cắm USB, cổng cắm thẻ nhớ, cổng cắm AUX, cổng cắm micro có dây và các nút điều chỉnh volume, treble, bass, echo, micro. Ngoài ra còn có chức năng ghi âm và thay đổi tần số FM để cho mọi người có thể nghe được đài. Nó sử dụng nguồn điện 220V. Khi mọi người sạc từ 4-5 tiếng, nó có thể sử dụng từ 4-8 tiếng tùy theo âm thanh phát ra. Và đặc biệt, bên em sẽ bảo hành cho mọi người chiếc loa này 12 tháng. Mọi người có muốn biết giá của nó không? Mọi người hãy inbox cho Lâm Phát ngay nha.